bà nơi không video này đấy nhưng mang thưa ca sắc xá tới lời chúng nó tìm một phải trầm đòi chúng nó tìm một phải trầm nâng cứ việc sử điện kia tay đôi tay nâng chúng nó tìm một phải mũi đài cứ thưa ca hai trai để kia con tay nơi chúng nó tìm một phải trầm này cứ khi ông thưa ca hai group trai để ó đại miền nước nông computer rồi bà giờ ok lấy cho tôi mơ trái nước nôm công chưa bao giờ nếu là công tơ bọc nhóm tư miên ta trái phí đi trái hay nâng floppy đi cứ môi co trái đã tay tiết đã dương ba bằng ca nếu là công chưa bao giờ nâng cứ nhóm thô ca cầm mặt ai hai cấp trái thì đã miên nước nôm công chưa bao giờ thế nên xong thô ca bớt nơi chúng nói tìm phải làm được đấy cứ ca châu rồi bỏ biết cứ đôi kia tên nó bị ô muốn cứ local part đôi kia ok đó chúng nói nhóm xong thôi ca là bỏ tên đó bây giờ chúng tôi start ram dot mark nó không làm nấy dừng với việc tha rigid ok chúng tôi lấy key grand user software Microsoft Windows Run version Policy Chrome Folder Explorer này để right click chúng ta thành new drop off dấu thá revert value là thá no try okay. Xong cũng nọt mới chung việc bạn cho bạn đó á notary bấm top mouse cho những thưa ca right click lên notary này chúng ta tham modify một nút và giữ để ta nó dân cầm nọt đạo vía thá son bay s và mũi đỏ mũi phí bay cuốn trám và mũi ok s và mũi bỏ rộp tăng bay và nó son điết đó viết vùng bay tùng ok son bay s và mũi đỏ ok clock nó bây giờ về tập tôi dọc nơi quay để dân ban cho tôi cầm nọt nó không đi chụp trí dân trời thuộc cả restart rồi mua cầu lọc ảo chúng ta không thuộc cả lọc ảo ok trời phải để dân ban thuộc cả lọc ảo tôi trái dân cho tôi mơ trai là bao dân mà đồng tiền nó không công cho rồi bao dân được chứ nè ra trai rồi mơ có floppy đi rồi mơ có CD rom DVD rom vậy rom cứ trai đã miền nó lơ công cho rồi bao dân được không để ai tục tình lấy ba nắng đôi chưa USB flash cứ vì mình trai ban bằng hai nó không công cho rồi bao dân ban này ban tỷ để sao để dân bàn cho tôi cầm nọt nó không registry tôi đã ở hai pro drive chẳng hả thì được chưa k hai drive k hai group drive chẳng hả ta mới registry nó program mình chọn